Dạ, công sở Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú anh chị bạn với lô phô mai vàng. Này lô phô mai vàng mini vừa vừa để quái sụ phù có cái điều có đầy đủ hết. Dạ, cô chú anh chị yêu thương cái nào ngay trực tiếp với chỗ nhà vừa Cần Sơn nha. Rồi, em chào anh Linh ạ. À. Chào cô chú anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc thân thương ạ. À. Hôm nay trở lại vườn nhà em là về được 14 phôi mai vàng ạ. À. Và mong các cô chú mong xem kênh và giao lưu và số điện thoại em là 0377 211 67, cũng là Zalo của em. Rồi để không mất thời gian em vô cây số 1 nghe các cô chú anh chị. Dạ, vô cây số 1. Ồ, phô mai vàng. Đấy có là... xù xù nhẹ nè. Là xù già. Như mai thấy cái quý vậy, nó xù ha. Da nó xù 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 xù. Tế sổ đều. Nhìn cái lực cây nghe chú nha. Rất là lực. Chỉ cành là dữ luôn. Rồi hôm này là ghép ra nè. Rất là đẹp. Đều luôn. Nhỏ mà năng, nó năng cây lắm. Đế khỏi chê. Gốc cái này nở. Chứ không cho nó số. Cái này đều ha. Cái này đẹp. Đều mà đẹp. Trên cái eo. Con eo này đi. Vị trí này đi. Vị trí này là 35. Dạ, 35 quanh. Cái số. Góc rồi, trên con gãy. Góc này là 46. Là già cây đế lực đẹp á. Tổng chiều cao là 40. Và số nhẹ này xuống đây là 20. Số 20. Rồi đường kính bầu là 36. Rồi, giá rồi cái số 1 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 3,5 triệu. Đi cành quá đều. 3,5 triệu. Cái số 1. Cái số đẹp đều của cô chú mày. Rất là đều. Có cái lót đầy đủ luôn cứ ngắt. Rồi em đỡ cái. Rồi qua cái số 2. Phô mai quái luôn. Cái quái nè. Cây dính liền luôn. Đấy này sổ đều. Này nó ngắt luôn. Này cây dính nó ngắt luôn, không rời luôn. Cây này cũng dạt là cây. Cái quái hai cây thấy là như con thú. À. Nó liền với nhau ha, bệ này to ha. Này mà cô chú anh chị cắt lại sắp sắp lạo đuôi nó cũng giống như thú nữa. Đó, cho thông số. Dạ. Này em đo từ... hai ba chỗ đi, đo hai ba chỗ từng cái. Từ vị trí đi. Vị trí này đi, là 30. 30. Rồi bên này. Một cái thân bên đây. Thân nhỏ này. Cái thân nhỏ này. Cái này đi. Là 23. Rồi đo tổng. Em đo tổng hết trơn hai thân nha. Là 55 lận. 55. Dạ. Em đo cái thân lớn này. Chiều cao. Tổng chiều cao là 50. Và cái thân nhỏ này đây xuống đây là 27. Đường kính bầu là 30. Đây sổ luôn. Dạ. Đường sổ của nó là 24. Sổ 24. Này có mấy cái lỗ này anh em không sao không? Không sao, có nó sành hết, không có bị gì hết. Cây này là mới. Mới gì vậy? Một lai một thu ấy. Rồi giá luôn chứ. Rồi cái số 2 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2,7 triệu. Dạ rồi, cái mình đổi cây luôn. Rồi. Cái số 3. Tôi sợ cái số 3 là mai lùng lực nè. Cúc măng lùng lực nha. Cúc măng. Để lực luôn chứ. Dễ khá là đều hơn chứ mà. Đây thì thôi dư luôn. Đây là điều ghê. Chỗ này hơi nhẹ xíu thôi chứ nhắn lực chứ.
Dạ cây nó hơi lên xù nách. Chỉ cành có đủ hai bên. Nhìn rất là cái năng cây lắm luôn chứ bạn. Mấy vàng tự nhiên. Gặm cho nó sốt. Dạ. Cái đế nó rất là năng nở nở. Em đo vị trí này là 43. Đó, hoành đại trí là 43. Em đo chặt chặt cái này là 46. Chặt cho chú rễ 46. Tổng chiều cao là 42. Đo cái thân nhỏ thoát thân đây xuống đây là 25. Ngọn. Ngọn là 24. Đường kính bầu là 36. Giá rồi cái số 3 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu. Rồi 3 triệu hết đúng không? Cái số 3. Bây giờ. Rồi tiếp tục đảo cây của chú chị. Dạ, có cái số 4. Nó lên xù nữa cô chú. Lên xù cục cục không? Xù nhẹ nhẹ. Lên xù xù hơi hơi nè. Cây này cũng ăn cây. Đấy cũng khá khá. Chỉ cành đây có đầy đủ. Rất phùng lực luôn. Để gọi cho thông số. Dạ. Anh đo vị trí này là 32. Quảng đại trí là 32. Dạ. Tổng chiều cao là 40. Đường kính đầu là 33. Hình nó quá quái rồi chứ mà. Mình thấy nó cũng ngộ ngộ, lực lực. Rồi giá vậy. Rồi cái số 4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. Cái số 4 2 triệu. Rồi phép đổ cây luôn. Rồi. Cái số 5. Cũng là mai. Cao. Đế chặt nở bự lực. Đế chảy cũng đều quá nè. Cốc nở. Đây còn ở dưới này thấy gì chứ còn. Đây có. Đều lắm. Tay hiệu gan. Cũ cho bá đó. Nên lên cái cũ nó to. Tại mình làm không có sâu xuống không. Cái cành cũng vừa. Đầy đủ. Giang siêu siêu nè. Cây lực cây. Gọi cho thông số nha. Rồi em đo vị trí này là 37. Gọi quanh đây dưới 7. Rồi sạc xuống. Rồi sạc xuống đây là 48. Tổng chiều cao là 78. Đường kính bầu là 50. Có sổ hay hơi cũng được. Sổ nhẹ nhẹ xuống đây là 27. Cây gốc nở. Lực to, ghẻ đều. Tội dáng. Rồi, cái số 5 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu 7. Rồi cái năm 2 triệu 7. Gọi số điện thoại lên. Số điện thoại của em là 0377211167. Gọi phép đổi cây luôn. Rồi và cái số 6. Tiếp theo môi dẹp số 6. Gốc nở. Động lực chỉ cành đều luôn. Động lực đều. Gốc to to. Này hơi bự. Ừ. Gốc nó nở luôn, chà bá ha. Dạ. Rồi cho lông số nha. Dạ. Chỉ cần ra điều. Em đo vị trí này là 40. Hoành 40. Thoát thân là 42. Đường kính đầu là 35.
cây số 6 giá. Rồi cây số 6 này em xin vô lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. Rồi cây số 6 2 triệu. Dạ. Rồi chắc mình đổi cây tiếp qua cây số 7 thôi. Cây số 7. Cái quái thứ để sổ lực. Dùng lực luôn. Cơm thằng cũ to to. Góc lạ lạ ha. Củ bự hay là một con thú chọn cho thông số nữa. Dạ lực của chị em đo vị trí này là 34 củ em đo nguyên cái củ này nha, cái củ này là 52. Tổng chiều cao là 44. Cái giấc ngọn này là 23. Đường kính đầu là 32. Ừ, chỗ cũng cao có 2 tấc thôi chứ. Số này hả? Số nhẹ này hả? Đây xuống 2 đây là 24. Từ từ. Ừ. Rồi, giá luôn. Rồi. Cái số 7 này em xin vô lưu với cô chú anh chị là 2 triệu rưỡi. Dạ, 2 triệu rưỡi. Cái số 7. Đây lực nha. Rồi, phép đổi cây cô chú. Rồi, qua cái số 8. Này toàn bộ lô này là mai không nghe các cô chú anh chị. Mai vàng hết. Dạ, phôi không. Mấy mai vàng không, không có cái gì. Không phải tôi quý. Lạ trong này hết. Có là em báo. Cái này chỉ cần đều. Để cũng khá đều chứ mà. Để ghế khá đều. Gọn cho số. Dạ. Cốt thẳng. Em đo vị trí này đi là 35, hơn 35. Chị chành đây là điều. Tổng chiều cao là 68. Rồi, đường kính bầu là 32. Cây này nó một cốt thẳng, chị chành đều, chiều cao cũng thấp, chiều phải. Cỡ 3 tấc rưỡi, 4 tấc. Để gãy cũng khá là đều. Tứ diện. Rồi giá luôn nha. Rồi cái số 8 này em xin vô lưu với cô chú anh chị là 1.400.000. Bao 200 km nha các cô chú anh chị. Rồi 1.400.000. Dạ. Cái số 8. Rồi tiếp theo qua số 9. Cây số 9. Cây xù nha các cô chú anh chị. Xù chảy. Quá trời xù luôn rồi nè. Chảy giáp rồi. Thì gấp tới ngọn luôn nè. Giống như cái ngọn đuốc kia. Quá trời cục xù luôn, từ từ sải nó gần như đều ha, trên đây đều hơi hết giáp một xíu rồi, trong đây là sải xù nữa, đây này, già cây mà xù nhìn chỗ sải đẹp á, cái mày xù thường cái rễ đế nó hơi quái quái ít á, nhưng được cái nó mới xù rất đẹp, chỉ cạnh cũng đầy đủ đều, đây cũng già cây. Đó, chạy cục xù luôn. Dạ, có chạy chạy. Cái này nó đều, cái chia cành quá thế nè. Chia cành nó đều mà xù chảy hút trên hết rồi. Cái xù chích. Chờ chạy hôm sau. Cái ngọn. Em đưa vị trí này đi. 95%. Vị trí này có 24 à. Đó, cục xù trên này. Cái cục xù nè, cục này ha. Rồi đó, cục trên nè. À, cục. Cục xù dưới này là 29. 29. Hồi nãy dưới này là 22 mấy? 24 hả? 24. Ở trên cục xù bự trên này. À, cái cục trên này. Cục trên này tới 35 lận. 35. À. Chắc kéo thẳng thẳng không tới. Không, nó sẽ lên đây. Nó dưới hả? Nó sẽ lên đây nè, đúng không? Ừ. Đây ha. Rồi, đúng rồi đó. Đó.
Nằm vị trí này tới 36 lần á. Cục sù nó khoảng 36 thôi chứ bà. Dạ. Tổng chiều cao là 68. Đường kính đầu là 31. Rồi, cái số 9. Dạ. Rồi, giá cây số 9. Rồi, cây số 9 này em xin vô lưu với cô chú anh chị là 5 triệu rưỡi. Rồi, 5 triệu rưỡi cây số 9. Coi xù hơn nữa mà. Xù trái còn giáp nè. 90%. Đi cành nó cũng thấp thấp đều đều ha. Nó đầy đủ đều về dài cho anh luôn. Rồi, phép mình đổi cây luôn. Dạ, yeah, cây số 10. Nước măng nhỏ nhỏ nè. Măng nhỏ để lực luôn. Dạ. Để chảy đều hả? Chảy đều mà nở nữa. Dạ. Nở gốc em chú em. Chứ cành đây đều đầy đủ. Dạ. Nó đều mà đầy đủ. Nhỏ bán giá sinh viên. Trời thật xấu. Để nó chặt chặt nó nở. Dạ. Rồi, vị trí này là 30. Rồi, quanh 30. Tổng chiều cao là 43. Đường kính đầu là 34. Rồi, giá luôn. Rồi, cái số 10 em xin giao lưu với cô chính chị là 1 triệu 4. Rồi, 1 triệu 4, cái số 10. Đế đẹp, điều. Ngực cây nhìn không trống thôi chứ mà nhìn như sắp nó hơi hơi như nó sắp vậy. Giờ phép đổi cây luôn. Rồi qua cây số 11 dáng hình thú nha các cô chú anh chị. Cây 1 dáng hình thú có đuôi rất cao lực nở ngay trên lập càng dụ hơn có phân nó cũng vừa cân đối cái cây, cái này lấy ra tàn là bự. Này cũng cân đối, nó chiều cao khoảng thân khoảng 7 tấc à. Đây quá trời đấy. Trộn giò. Cây này cũng là cây, cái gốc nó cũng nở. Gãy cũng khá là đều. Cũng cân cây. Rồi, cao số. Rồi. Em đo vị trí này đi, là 34. Rồi, quạnh đây dưới đó 34. Rồi, em đo xích dưới. Đây là cũng quạnh cũng được luôn. À, 41. Rồi, góc 41. Tổng chiều cao là 85. Đường kính bầu là 44. Rồi, cây số 11 này em xin vô lưu với cô chú anh chị là 2 triệu 4. Cây số 1, 2 triệu 4. 11. Rồi, cây số 1, 2 triệu 4. Rồi, phép đổi cây, tiếp tục cây số 12. Dạ. Rồi, cây số 2. Cây số 12 này, lùng bye bye. Cái bye bye. Đấy, cũng ghế đều nở. Gốc nó nở rồi chứ chạy đều không trống luôn lót đầy đủ đều gan trứng đó hình như tôi khá đặc đây thì đều ở trong cũng có đầy đủ luôn chứ có xù nhẹ nhẹ nữa ha đây cũng vậy cho bá này cái nước già cây lên xù cớm cớm à cục lên xù rất to cây cũng già cây ở trong bay cũng đầy đủ luôn, hồi đầu có luôn. Chờ gọn cho thông số. Em đo vị trí này là 38. Em đo chạc xuống đây. Chạc xuống đây là 42.
tổng chiều cao là 24, đường kính bầu là 38. Đấy nhìn rất là cây, rất là cây. Nó thấp. Để nở đều. Rồi giá lắm. Rồi cây số 12 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2,8 triệu. 2,8 triệu cây số 12. Nhìn bự cái lực đều. Gốc hồng đẳng sẵn luôn. Giờ gọi phép đôi cây. Rồi. Và cây số 13. Cây số 13 này cũng để cũng khá thôi chứ. Đây đều đều. Lùng lùng không à? Này ghế có đầy đủ lót quan trọng. Này đẹp. Này chảy nha. Cây già cây cũng lực, những cây cũng căng cây. Chơi tập ghép những cây này cũng khá là được. Làm cho nó sống. Rồi. Hôm nay vị trí này đi là 36. Đâu quạch 36. Tổng chiều cao là 36. Đường kính bầu là 42. Để cũng khá thôi chứ. Cũng đều đều. Vậy nước cây cũng già cây. Cây cũng già cây lắm. Ghép là vừa luôn, mạnh. Rồi giá luôn chị. Rồi cái số 13 này em xin vô luôn với cô chú anh chị là 2,6 triệu. Rồi 2,6 triệu cây số 13. Để có phép đổi cây luôn. Rồi, và cái số 14. Cái số 4. 14 này nó lực đều. Có cái mấy lót nhìn nó căng cây luôn. Ừ. Bự. Tứ diện, đều tứ diện con chứ. Ngóc này nó cũng thẳng lên lên hơi sù nách nhẹ nhẹ, hơi dài dài cây. Gốc măng, gốc giót nhẹ. Rồi, cho thông số. Rồi, vị trí này là 30. Chậu quanh đây chứ 30. Tổng chiều cao là 31. Đường kính bầu là 39. Nở cây, gốc nở, nghệ đều. Nhìn không trống, đều tứ diện. Nhà kiểu dáng hình con thú cũng được của chú chị. Nếu mà chơi thì hình thú thì tạo dáng hình thú được. Trưng cẳng, cắt lại đầu bằng. Ra dáng hình thú luôn. Rồi. Rồi, cây số 14 này là em xin vô lưu với cô chú anh chị là 1,7 triệu. Cũng là cây clip của em. Clip em cũng mến chúc các cô chú anh chị gần xa được ngày mới vui vẻ và an lành nha. Rồi, em xin phép xin chào. Chào anh Linh. Rồi, chào chị. Chào cô chú anh chị bạn luôn. Rồi, trân trọng cô chú anh chị mình xem ha. Ở cái ba số cái nào, liên hệ tiếp với chị. Hôm mai điều khiển của anh Sơn. Hoa vàng hoa lô rất là quý.